bà già. Ký vô đây cho tôi. Ký vô đây nhanh lên. Bây giờ không ký đúng không? Rồi lăn tay cho tôi đi. Nhanh lên. Lẹ lên. Mày làm cái gì vậy hả? Mày có còn là con người không hả? Ủa gì hai? Ủa sao? Sao chị ở đây? Nếu lần trước chị không vô tình đến thăm mẹ lúc vợ chồng mày đi vắng, không lén lắp camera, chị không thể nào biết được bộ mặt thật của vợ chồng mày. Nè, bà già rồi, không cần ăn đồ ăn đâu, ăn cơm không được rồi. Vài bữa nữa cũng đi theo ổng à. Ăn nhiều chi cho tốn của. Chị cũng gửi tiền về cho mày chăm mẹ. Vậy mà mày còn bắt mẹ ký giấy tờ chuyển nhượng nhà nữa. Nếu chị không đến kịp, mày còn làm những chuyện gì nữa hả? Nếu mà chị biết rồi á thì tôi cũng khỏi giả bộ nữa. Chị nghĩ đi, chút ít tiền đó của chị á, sao vợ chồng tôi đủ sống hả? Vợ chồng tôi cũng phải làm ăn mà. Tối ngày lo cho bả hoài á thì sang tên căn nhà cho tôi có gì đâu sai. Mất dạy. Mày quá đáng lắm rồi đấy. Mày là con trai, chị để mày chăm mẹ, để con gái mày sau nó nhờ đức cha. Nếu mày không chăm được mẹ thì để tao chăm. Còn cái nhà này, nó là kỷ niệm của bố mẹ. Bố mẹ để hương hỏa cho ông bà, mày đừng hòng đụng vào. Vậy bây giờ á, chị trả công cho tôi lo cho bả đi. Từ lúc mà chị đi lấy chồng đó. Sao? Tôi lấy ít thôi, tôi lấy 5 tỷ thôi, không có nhiều đâu. Chị giàu có quá mà, chị có công ty riêng mà. Không lẽ bây giờ cho em mình mấy đồng bạc lẻ không được hay sao? Tao có một mình mày là em, tao không tiếc mày cái gì cả. Nhưng mày hỏng quá rồi, một đồng mày cũng không xứng đáng được nhận. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Nè, ăn lẹ đi, tôi còn đi đó. Ôi trời đó, bà này không biết ăn nữa hả? Phỏng tay tôi hết trơn rồi nè. Tự ăn đi nha. Mẹ ơi. Sao có mình mẹ trong này vậy? Sao cháo gì mà đổ hết lên miệng lên cổ mẹ thế này? Mẹ để con lau cho mẹ nhá. Mẹ đứng dậy, con dọn lại giường cho mẹ nhá. Mẹ không nhúc nhích được à? Bên này mẹ có cảm giác gì không? Còn bên này thì sao? Ngọc! Ngọc! Ủa cái gì vậy? Em biết mẹ bị liệt nửa người không? Cái gì? Mẹ bị liệt nửa người? Em nuôi mẹ cái kiểu gì vậy? Tôi biết cái gì đâu trời. Vợ chồng tôi đi làm từ thiện tùm lum, giúp đỡ biết bao nhiêu người. Ai rảnh đâu mà ở nhà chăm sóc mẹ. Còn bà nữa. Bà bị mà sao bà không nói cho tôi biết? Tự nhiên giờ bà hai bà chửi tôi kìa. Trời ơi, em còn trách ngược mẹ hả? Cha mẹ ở nhà thì không nuôi, em đi làm từ thiện bên ngoài để làm gì? Lúc đầu em dành nuôi mẹ, chị còn tưởng em có hiếu, chị mới yên tâm để mẹ về nhà với em. Nếu mà bà thấy tôi nuôi không được á thì bà đem về bán bà nuôi đi. Tôi nuôi con Lu á, nó còn biết giữ nhà. Nuôi mẹ không có được tích sự gì hết á mà còn bị chửi nữa. Đúng là làm ơn mất quán. Bất hiếu. Em dám so sánh mẹ với con Lu hả? Em như vậy, em đi làm từ thiện để làm gì? Ai chứng cho em? Từ giờ mẹ sẽ về ở với chị. Sau này mẹ có vấn đề gì, cấm em tới khóc. Mẹ về ở với con nhé mẹ. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm
biết bao